Thưa các anh chị và các bạn, đây là những cái hình ảnh mới nhất của chiếc Ford Ranger Raptor cái phiên bản 2020. Hiện tại cái phiên bản này có một số thay đổi mà chúng tôi cũng muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn. Đầu tiên là về cụm đèn pha thì cái phiên bản 2019 trở về trước sử dụng công nghệ hit thì nay đã được sử dụng công nghệ led cho đèn pha ánh sáng trắng và tập trung hơn. Ngoài ra thì sẽ được trang bị hệ thống tự động pha code Tiếp theo thì cụm gương chiếu hậu trên xe được trang bị một cổng ở USB và trên xe được trang bị hệ thống cảnh báo định làn hỗ trợ duy trì làn đường. Về công nghệ sinh thì được sử dụng cái công nghệ sinh mới nhất đó là sinh 3.4 cho giao diện mượt mà và dễ sử dụng hơn. Và chiếc Ford Ranger Doctor, cái phiên bản 2020 này sẽ được trang bị một màu xanh mới đó là một màu xanh tím nhìn rất đẹp và cứng cáp và thay thế cho cái màu xanh dương truyền thống. Tất cả những công nghệ trên là một trong những cái công nghệ tiên tiến và hiện đại Ford nâng cấp trên uh, cho mình trên cái phiên bản uh, Ford Ranger Doctor 2020 mà giá xe thì không đổi với các sản phẩm này thì có giá limit là 1 tỷ 198 triệu và riêng màu xám thì sẽ là 1 tỷ 205 triệu. Uh, các bạn đã quan tâm đến chính sách bán hàng cũng như là giá cả của cái chiếc uh, Ford Ranger Doctor này thì liên hệ chúng tôi theo số điện thoại là 0906 828 999 gặp cường chân để được hỗ trợ về chính sách bán hàng cũng như là giá cả tốt nhất.